vốn ít, vẫn có lãi suất tiềm năng dài hạn. Đầu tư 36 triệu mỗi năm, từ 30 tuổi đến 60 tuổi, tôi có thể kỳ vọng cả vốn lẫn lãi là 3,8 tỷ. Với bảo hiểm bước đến tương lai của AIA, dù vốn ít nhưng trong dài hạn vẫn có lãi như kỳ vọng. AIA bước đến tương lai, đầu tư nhẹ đầu, giá trị bền lâu.